Xin chào các bạn, mình là Ngọc Đao. Rất vui được đồng hành cùng bản tin Hotline News. Bản tin quen thuộc được phát sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên fanpage và YouTube trường Đại học Văn Lang. Các bạn ơi, đây là bản tin Hotline News đầu tiên chào đón tháng 12, cũng là tháng cuối cùng của năm 2021. Và theo thông lệ đầu tháng, gia đình Văn Lang sẽ chào đón thêm một ấn phẩm định kỳ mang tên Tạp chí Sinh viên Văn Lang. Đây đây, Ngọc Nam giới thiệu đến các bạn tạp chí Sinh viên Văn Lang số 12 tháng 11 năm 2021. Các bạn có thể quét mã QR trên màn hình hoặc đọc tạp chí trên website của trường mình nha. Và quay trở lại với bản tin tuần, chúng ta sẽ bắt đầu với một tin vui cực lớn với Văn Lang. Phòng khám đa khoa VLMC, thành viên mới của tập đoàn giáo dục Văn Lang đã chính thức khai trương tại số 233A Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Nơi này vốn đã rất quen thuộc với sinh viên Văn Lang rồi. Nhưng tin Cộng Nam đi, bây giờ khi quay trở lại đi học thì các bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng với giao diện cơ sở 2 của trường mình, bởi vì nơi đây đã vô cùng khang trang và hiện đại rồi. Hãy cùng tham quan VLMC một vòng các bạn nha. Xin chào các bạn. Phòng khám đa khoa VLMC, đơn vị trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Lang Healthcare thuộc tập đoàn giáo dục Văn Lang đã chính thức khai trương ngày 27 tháng 11 năm 2021. Phòng khám được trang bị hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật bài bản, mang lại không gian khám chữa bệnh an toàn, thoải mái và tiện nghi nhất cho bệnh nhân. VLMC sử dụng hệ thống dụng cụ máy móc hiện đại nhất trong công tác khám chữa bệnh, không ngừng nghiên cứu và áp dụng những phương pháp y tế tối ưu và hiệu quả. Hiện phòng khám VLMC gồm 12 chuyên khoa và dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, VLMC cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện như dịch vụ kiểm tra sức khỏe cá nhân và gia đình, dịch vụ cố vấn và khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp, cùng các chương trình tầm soát và sàng lọc ung thư. Việc ra mắt phòng khám đa khoa VLMC là dấu mốc đầu tiên trong sự phát triển của một hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, có ý nghĩa to lớn và thiết thực đối với các hoạt động đào tạo của Trường Đại học Văn Lang và các trường thành viên khác của Văn Lang Group. Xin chúc phòng khám đa khoa VLMC phát triển mạnh mẽ, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và nâng tầm chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, sự ra đời của VLMC chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên khóa ngành sức khỏe của trường Đại học Văn Lang chúng ta. Đây là khóa ngành đang rất được nhà trường quan tâm cũng như đầu tư rất lớn trong những năm gần đây. Và tuần qua, Văn Lang cũng đón nhận khá nhiều tin vui từ các ngành khối sức khỏe. Chúng ta hãy cùng điểm tin các bạn nha! Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi, trưởng khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang đang hợp tác với bệnh viện 199 thành phố Đà Nẵng theo phương diện là cố vấn chuyên môn về lĩnh vực chỉnh hình hàm mặt. Một khởi đầu thuận lợi, bệnh viện 199 vừa qua đã thực hiện 2 ca phẫu thuật chỉnh hình xương hai hàm thành công. Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi phụ trách 9 ca mổ cùng bác sĩ Bùi Khoa Phước và cô Nguyễn Thị Bích Thủy đến từ khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang. Đây là 2 ca phức tạp, thường phải phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, nay đã thực hiện được tại bệnh viện 199, giảm thiểu chi phí đi lại và thuận tiện cho bệnh nhân và người nhà. Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi sẽ tiếp tục hỗ trợ bệnh viện 199 qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Đồng thời, khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang chuyển giao kỹ thuật theo danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế về nha khoa, kỹ thuật implant, chỉnh nha, phẫu thuật hàm, chỉnh hình hàm mặt. Tiếp nối hành trình mở rộng kết nối, sáng ngày 2 tháng 12, khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây là cột mốc quan trọng tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị trong tương lai. Hai đơn vị thống nhất các nội dung hợp tác, trao đổi giảng viên bậc đại học và sau đại học, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn, đa dạng hóa môi trường trải nghiệm cho sinh viên khoa răng hàm mặt hai trường, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo chuyên môn. Hội nghị khoa học và đào tạo răng hàm mặt lần thứ 11 với chủ đề Nha khoa 2021 – Thách thức và cơ hội mới là một trong những sự kiện quan trọng của ngành răng hàm mặt tại Việt Nam. Tại hội nghị, ba bác sĩ đến từ khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang tham gia báo cáo. Quả là một mùa bội thu tin vui với khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang. Văn Lang News mời các bạn gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi, trưởng khoa răng hàm mặt, chuyên gia hàng đầu ngành răng hàm mặt của Việt Nam. Đây là một lần hội nghị là
trực tuyến đầu tiên. Trước đây thì chúng ta biết rằng là không có Covid thì tất cả đều diễn ra offline, lần này diễn ra online. Và trong lần này thì khoa răng mặt Văn Lan có 3 đại diện, 3 giảng viên tham gia báo cáo, gồm có tôi. Thứ hai là có tiến sĩ bác sĩ Trần Hồng Lâm là phó trưởng khoa. Và thứ ba là thạc sĩ bác sĩ Phạm Hoài Nam. Bác sĩ Trần Hồng Lâm là trưởng bộ môn nha khoa phục hồi và thẩm mỹ. Bác sĩ Phạm Hoài Nam là trưởng bộ môn nha khoa nha chu và yểm len. Thì cả ba cái báo cáo hội nghị và một cái báo cáo tiền hội nghị của các giảng viên khoa răng mặt Văn Lan đều thu hút được cái số lượng hội thảo viên rất là đông, có thể nói là đông nhất trong tất cả các báo cáo. Thì đó là thông tin từ phía Hà Nội cho biết. Thì các báo cáo của giảng viên khoa răng mặt Văn Lan thu hút được sự quan tâm của các hội thảo viên bởi vì đó là những vấn đề rất là mới. Thứ hai là những vấn đề là khá là phức tạp, hiện nay mọi người đang quan tâm. Riêng cái đề tài của tôi thì đó là đề tài là điều trị rối loạn khớp tay chân hành bằng chỉnh nha. Thì có lẽ đây là đề tài đầu tiên báo cáo trong nước. Thì trong đề tài này thì chúng tôi trình bày những ca lâm sàng qua một khoảng thời gian khá dài. Có những ca thời gian theo dõi 7 năm, 8 năm. Và trong một khoảng thời gian điều trị là trong vòng khoảng gần 10 năm. Đấy, và những ca này với những kết quả khá là thuyết phục, làm cho người nghe rất là hài lòng về cái đề tài này. Sáng ngày 4 tháng 12, Khoa Công nghệ Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo cơ sở khoa học của các công nghệ vaccine SARS-CoV-2. Buổi hội thảo có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Thị Quyền, trưởng bộ môn công nghệ sinh học, tiến sĩ Trần Quế và tiến sĩ Đào Thị Vi Hòa, giảng viên thỉnh giảng khoa công nghệ. Các bạn sinh viên công nghệ được học tập thêm về vaccine, công nghệ sử dụng chế tạo vaccine và cơ sở miễn dịch của các loại vaccine SARS-CoV-2 hiện nay. Tối ngày 27 tháng 11, Phòng Sao Đại học phối hợp cùng Khoa Luật tổ chức buổi tư vấn cho ứng viên dự tuyển chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế. 35 ứng viên đăng ký dự thi cao học ngành Luật Kinh tế được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về chương trình đào tạo cùng những thay đổi mới về quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tối ngày 30 tháng 11, hơn 200 sinh viên khoa du lịch đã có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm tại hội thảo trực tuyến Swiss Hospitality Excellence. Hội thảo mang đến thông tin về chương trình liên kết hợp tác của Trường Đại học Văn Lang và Swiss Hotel Management School, một trong 4 trường thành viên của Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ SEG. Sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, giao lưu cùng cộng đồng quốc tế thông qua chương trình học tập 7 ngày tại Thụy Sĩ, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về chương trình hấp dẫn này có thể liên hệ khoa du lịch nhé. Tuần qua, chuỗi sự kiện VLU Job Fair Online 2021 tiếp tục mang đến cho sinh viên Văn Lang hai talk shows thú vị. Talk show Người trẻ và giấc mơ sáng tạo. Talk show Chuyện nghề IoT. Sáng ngày 5 tháng 12, diễn ra webinar Sự thay đổi trong quy hoạch kiến trúc nội thất hậu đại dịch do Khoa Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang tổ chức. Tiến sĩ khoa học Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ chủ đề nhìn nhận lại một số vấn đề quan trọng về quy hoạch và quản lý đô thị từ kinh nghiệm ứng phó với dịch Covid. Diễn giả Trần Khánh Trung trình bày chủ đề Sự thay đổi về kiến trúc nội thất. Diễn giả Nguyễn Đại Nhẫn chia sẻ chủ đề Chất lượng môi trường bên trong công trình. Các bạn thân mến, sinh viên Văn Lang vẫn đang trong guồng quay thi cử, đăng ký môn học, áp lực nhiều nhưng vẫn không thiếu đi những hoạt động thú vị dành cho các bạn đâu nha. Văn Lang News sẽ cùng bạn review lại những tin tức, những hoạt động sinh viên nổi bật của tuần qua. Và các bạn ơi, hãy nhớ đón xem đến cuối video. Sẽ có một sự kiện vô cùng hấp dẫn được tổ chức tại hội trường Trịnh Công Sơn, địa điểm yêu thích của mỗi sinh viên Văn Lang. Và bật mí xíu xíu, hội trường Trịnh Công Sơn của trường mình đã có một sự thay đổi hoành tráng. Và muốn biết đó là gì, các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Ngày 3 tháng 12, lễ bế mạc Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 và trao giải cuộc thi Design by Việt Nam đã diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Thật tự hào khi sinh viên Văn Lang có 9 tác phẩm vào top 25 cộng 5 tác phẩm tham gia vòng chung kết cuộc thi Design by Việt Nam.
trong đó đặc biệt chúc mừng tác phẩm Khứ hồi của sinh viên Lưu Như Ngọc khóa 24 ngành thiết kế sản phẩm xuất sắc đạt giải nhất hạng mục thiết kế sản phẩm lưu niệm về văn miếu Quốc Tử Giám. Tác phẩm Mài của nhóm sinh viên ngành thiết kế đồ họa Văn Lang được vinh danh ở hạng mục giải bình chọn trực tuyến. Một bất ngờ khác, sinh viên Lưu Như Ngọc và Đàm Nhã Hân khóa 23 ngành thiết kế sản phẩm được ban tổ chức mời tham gia cộng tác với các nhà thiết kế và nghệ nhân Úc trong 6 tháng đến 1 năm với dự án quốc tế Đây Đó. Xin chúc mừng sinh viên mỹ thuật Văn Lang với những thành tích mới ấn tượng. Chiều ngày 30 tháng 11, Khoa Công nghệ tổ chức buổi trao nhiệm vụ tốt nghiệp cho 29 sinh viên khóa 24 ngành công nghệ sinh học, đánh dấu mốc thời gian chính thức bước vào chặng đường cuối của hành trình 4 năm đại học. Ban chủ nhiệm khoa và các giảng viên hướng dẫn đã động viên, chia sẻ và tiếp tục đồng hành hỗ trợ khóa 24 qua các kênh online xuyên suốt thời gian thực tập và báo cáo. Từ nay đến tháng 5 năm 2022, sinh viên khóa 24 ngành công nghệ sinh học sẽ trải qua học kỳ thực tập tại các doanh nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé! Mỗi năm, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông tổ chức đợt tuyển chọn và tập huấn đội cộng tác viên tư vấn tuyển sinh cho mùa tuyển sinh mới. Năm 2022, từ hơn 1.300 hồ sơ vòng loại, đội hình chính thức team tư vấn tuyển sinh 2022 đã được công bố với 88 thành viên. Đây cũng là năm có số lượng thành viên khủng nhất. Chúc mừng đội hình mới của gia đình team tư vấn tuyển sinh. Chúc các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, hỗ trợ đàn em khóa 28 tương lai nhé! Một đội hình hot không kém là tiểu ban truyền thông sinh viên Văn Lang, khá nhiều công việc part-time thuộc lĩnh vực content, design, media, editor và dịch thuật đang chờ các bạn sinh viên ứng tuyển. Điều đặc biệt là những bạn cộng tác viên có đóng góp tích cực, thể hiện tốt năng lực trong ít nhất 6 tháng, được tạo cơ hội ký hợp đồng cộng tác viên dài hạn với nhiều quyền lợi. Nộp CV về email truyền thông ngay nha các bạn ơi! Đến hẹn lại lên, tuần lễ kết nạp hội sinh viên dành cho tân sinh viên đã đến rồi nè. Tuần lễ kết nạp hội năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, diễn ra trực tuyến trên MS Team. Hội sinh viên Việt Nam là một tổ chức xã hội dành cho lứa tuổi thanh niên sinh viên Việt Nam, hoạt động song song cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt chính trị. Chào mừng các Úc cưng đã đến với mái nhà của hội sinh viên trường ta nha! Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nâng cao sức khỏe trong thời gian học online. Challenge 5 ngày sống khỏe của khoa xã hội và nhân văn diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 8 tháng 12 với 5 thử thách. Các video dự thi sẽ được đăng tải trên trang cá nhân của thí sinh để cộng đồng bình chọn. Hoàn thành thử thách thật tốt, sức khỏe thật dẻo dai, học online hiệu quả các bạn nhé! Ngày 27 tháng 11, câu lạc bộ học thuật khoa răng hàm mặt Văn Lang Future Dance State Club chính thức phát động cuộc thi FDC Logo Contest, sân chơi dành cho các designer. Cuộc thi nhằm chọn ra logo phù hợp để trở thành biểu tượng của câu lạc bộ, đưa hình ảnh câu lạc bộ xuất hiện chuyên nghiệp và ấn tượng hơn. Ngày 15 tháng 10, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế Trường Đại học Văn Lang đồng hành cùng công ty Twin Dream Animation phát động cuộc thi sáng tác storyboard chủ đề Nếu được trở thành hero, bạn muốn được là ai? Cuộc thi là sân chơi giúp sinh viên mỹ thuật có đam mê thiết kế phim hoạt hình được thỏa sức sáng tạo với những loạt sản phẩm artboard sinh động. Sau một tháng phát động, kết quả chung cuộc đã gọi tên 4 sản phẩm xuất sắc nhất. Ngày 20 tháng 11, cộng đồng sinh viên trường Đại học Văn Lang chào đón dự án truyền thông mới ra lò Series 2 Văn Lang. Hey, Văn Lang. Hi everyone. It's my honor to be here as a guest of Hi Văn Lang Vlog. In this program, we will share with you about stories of Văn Lang University and help students confidently demonstrate their earnest ability through videos. Các bạn sinh viên Văn Lang từ mọi ngành học đều có thể tự tin thể hiện năng lực nói tiếng Anh qua chuỗi vlog dễ thương này. Nếu bạn yêu thích những video nói tiếng Anh, đừng ngần ngại đăng ký tại fanpage Trường Đại học Văn Lang ngay và luôn nhé! Một mùa Văn Lang's Got Talent nữa lại khép lại với đêm chung kết hoành tráng tại hội trường Trịnh Công Sơn vào tối thứ Bảy ngày 4 tháng 12. 19 tiết mục tranh tài đa dạng thể loại đến từ sinh viên nhiều ngành học.
Quán quân của Văn Lang Scott Talent 2021 gọi tên bạn Nguyễn Thiên Ân, sinh viên khóa 25 ngành thanh nhạc, khoa nghệ thuật ứng dụng với bài hát Rối Ren do chính bạn đồng sáng tác. Đêm chung kết Văn Lang Scott Talent 2021 cũng là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức tại hội trường Trịnh Công Sơn trải nghiệm màn hình LED siêu đẹp mới toanh. Đây sẽ là điểm nhấn hấp dẫn giúp tất cả sự kiện sắp tới của Văn Lang tổ chức tại đây được hoành tráng và chuyên nghiệp hơn. Thích quá sinh viên Văn Lang ơi! Tháng 12 hứa hẹn rộn ràng những sự kiện lớn đáng mong chờ. Đại gia đình Văn Lang cùng chào đón nhé! Chúc các bạn tận hưởng khoảng thời gian cuối năm ý nghĩa, tràn đầy hạnh phúc, bình an. Văn Lang News hẹn gặp lại các bạn tuần sau. See ya!